Bé gái 10 tháng tuổi này được đưa đến bệnh viện với các triệu chứng sốt, ho, thở mệt, kèm ói sau khi ăn cháo lương. Bệnh của bé diễn tiến nặng rất nhanh, suy hô hấp, nhiễm trùng máu, phải nhập khoa hồi sức tích cực chống độc để thở máy, truyền dịch và dùng kháng sinh phổ rộng. Sau khi chụp CT và hội chẩn, các bác sĩ tiến hành mổ nội soi lồng ngực. Dị vật sau khi được lấy ra được xác định là hai mảnh xương lương sắc nhọn. Khi mà bé nó bị hóc dị vật như vậy mà dẫn đến tình trạng nguy kịch, đến có thể là ảnh hưởng đến tính mạng luôn á, là tôi rất là sợ, nhưng mà không nghĩ được nó nguy hiểm đến mức độ như vậy luôn. Có đứa con đầu nên cũng chưa có kinh nghiệm gì nhiều hết về chăm sóc, biết được trước thì nó không có đến nỗi để bé nó rơi vào nguy kịch như vậy. Ở nhà là 3 ngày rồi mới nhập viện. Thì vô đây tới tình trạng là ông áp xe theo khá lớn và là nhiễm trùng rất là nặng. May mắn là lấy được hai cái mảnh xương nó ra. Tuy nhiên là cái thực quản nó bị lủng, nó lỗ to và không có thể khâu lại ngay thì đầu được. Thì sau đó thì mình phải bơm rửa dẫn lưu màng phổi, dẫn lưu trung thất nhiều lần và để nó ổn định thì mới khâu lại cái thực quản. Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh, mỗi ngày các bác sĩ đều tiếp nhận từ 8 đến 10 trẻ bị hóc dị vật, chủ yếu là ở trẻ dưới 3 tuổi. Đáng nói, nhiều phụ huynh vẫn còn chủ quan, tự ý chữa bằng các mẹo dân gian như móc ngoáy sâu vào trong họng, cho trẻ nuốt cơm hoặc trái cây. Nuốt thức ăn mà cứng như là cơm hay là chuối rồi đó. Có thể một cái xương nhỏ thì có thể xuống, tuy nhiên một cái xương lớn hơn, nó cắm vào thực quản thì cái vấn đề đó thể làm cái xương nó cắm sâu hơn, dễ thủng thực quản hơn là dễ nguy hiểm hơn. Thì bác sĩ khuyên là khi mà nghi ngờ bé có triệu chứng mắc dị vật á, thì phải đến các cơ sở y tế gần nhất để được sơ cứu. Hóc dị vật là một tai nạn thường gặp, xảy ra đột ngột. Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh khi thấy trẻ ho, khò khè kéo dài thì nên đưa trẻ đi khám để đề phòng các biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.